đại gia đình ở Sóc Trăng. Sóc Trăng nên ủng hộ mình con Mitsu về làm lưu hành số cơ bên cơ. Thưa, thử cầu trước chưa? Đù vô coi chứ không có cầu trước sao chạy. À, sáng giờ thử xe mà không thử cầu trước. Đại gia đình ở Sóc Trăng. Để ra đây, để trên xe luôn, không có rớt đâu sợ. Quà tặng khuyến mãi kèm theo mà. Cho ông cái khăn này ông lau ghế à. Ông ngồi nữa ngồi về lỡ đít thấy bà luôn, ướt thấm lỡ đít luôn. Ghẻ. Ghẻ. để tới gì khúc này em cắt ra cái. Quá là ngon của đại gia đình. Một người mua nhưng mà ba người thử. Khỏi sợ lầm luôn nha quý anh chị. Đó, hai anh trai chuyên đại gia đình luôn. Lấy cái vỏ xe thử cầu là được. Cầu nó cầu cơ mà dễ đơn giản không mà. Dài xuống là có. Dở đầu á, chạy chậm chậm thôi, về chạy mạnh quá nó nhanh hư xe. Xe mạnh lắm. Đi rồi thấy không? Đẹp trai đẹp gái liền nha quý chị. Rồi không cầu đi, không cầu đi. Chạy cầu cơ mà. Con này là full cơ luôn á, không có gì ấy. Điện 12V. Rồi lên xe thôi. Từ từ anh đứng vô cho em chụp tấm hình lên. Anh nhả né ra xíu nhỉ. Rồi ok. Để biết bữa sau biết không? Dễ chứ để kêu mua xe ở đâu không biết. Tiến lùi kìa. Rồi tới. Chưa vô số mà. Ta chạy số nhanh á, một cái một là lên luôn à. Tặng cho gặp vỏ xe cô nha đại gia đình. Đình đại gia đình ở Sóc Trăng. Đúng rồi. Còn một anh nữa. Sâu cơ bên cơ, không lấy sới lại lên về làm luống hành. Còn dính được cái à, còn cái ở lại á. Đó, đại gia đình 2, 4, 5 người lên mua con xe. Về khởi nghiệp á. Cậu sao lên lấy con 48 này về chạy mới sướng nè. Rồi cảm ơn gia đình mình rất nhiều nha. Cảm ơn anh trai, chúc anh về khởi nghiệp thành công. Ok, xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người.